Đãi cả nhà ăn bánh canh cua với những chiếc càng cua siêu to bự được lột vỏ sẵn sẽ tốn bao nhiêu tiền? Hello cả nhà, ở clip trước thì Mẫn có nấu bánh canh cua bằng cua sống nguyên con. Vị chi là khoảng 420-430 cho một tô bánh canh có nguyên một con cua bự full hai cái càng và thêm một cái càng bự lẻ ngoài nữa. Ta-da! Và hôm nay cả nhà nhìn nè, Mẫn đã kiếm được chỗ bán càng cua lột sẵn với những cái càng size siêu bự luôn. Càng này Mẫn được chỗ bán giới thiệu là càng VIP có giá là 2.660.000 một ký. Nhưng mà hôm nay cái size to bự này người ta chỉ còn có 8 lạng thôi nên Mẫn mua hết 2.128.000. Giá này là giá mua lẻ, còn nếu cả nhà mua sỉ hoặc là lấy thường xuyên thì giá sẽ còn rẻ hơn nữa. 8 lạng thôi nhưng mà được tới 21 cái càng lần đó nha. Trong đó có 9 cái càng siêu bự luôn. Và những cái càng bự nhất thì mỗi càng nặng khoảng 60g. Càng to bằng 3 ngón tay chập lại luôn á, nhưng mà cũng chỉ nặng có 60g thôi chứ không có được 100g đâu nha. Còn những cái càng nhỏ hơn thì nặng khoảng 40-50g. Bây giờ thì mình sẽ nấu bánh canh. Hôm nay nấu ít nên mình chỉ tốn có 25.000 tiền xương nè, 20.000 tiền củ cà rốt với củ cải trắng, 10.000 huyết, 20.000 tiền nấm rơm, tại vì hôm nay chỉ nấu cho 5 người ăn thôi. Rồi thêm một ký bánh canh 12.000 nữa. Tính tiền hành ngọt bla 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 luôn á thì cái nồi bánh canh này dành cho 5 người chỉ tốn có khoảng 100.000 thôi. Thêm tiền càng cua 2.128.000 nữa, tổng cộng là 2.228.000. Do cái càng cua này người ta đã luộc sẵn rồi á nên khi nấu nước dùng xong mình mới bỏ càng cua vào để hâm nóng lại. 8 lạng 2.128.000 mình chia cho 21 cái càng thì khoảng là 102.000 cho một cái. Càng tươi thì giá sẽ cao nha, còn càng đông lạnh giá sẽ rẻ hơn nữa. Ta-da! Món bánh canh cua với những cái càng cua siêu to đã ra lò. Mận rất là thích ăn cay nên mình sẽ cho ớt vào. Cái món này thì tùy khẩu vị mỗi người mà mỗi nhà có cái cách nấu cũng như cái cách nêm nếm khác nhau nghe. Còn nhà Mận nấu đương nhiên phải hợp khẩu vị Mận rồi. Bánh canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà sẽ tuyệt vời hơn khi mình ăn kèm với những cái càng cua siêu to và dày thịt. Xong một cái càng. Theo Mẫn cảm nhận thì thịt càng cua này thật sự có độ chắc và rất ngọt thịt. Cả nhà thấy cái thịt dày cộm không? Xong cái càng thứ hai. Mẫn trưng nhiều càng cua ra để quay cho hấp dẫn vậy thôi chứ Mẫn đâu có ăn hết được, Mẫn phải chừa cho gia đình Mẫn ăn nữa. Xong cái càng thứ ba, qua cái càng thứ tư. Càng nào càng nấy siêu to luôn nha, bằng 3 ngón tay chập lại. Chắc cái con cua này nó cũng phải nặng cả 7-8 lạng một con mới được cái càng vậy. Xong cái càng thứ tư ha. Ăn 5 cái càng bự vậy thôi là đã no rồi mọi người. Nhưng mà ở trong đây nó có những cái càng nhỏ, nhưng mà thực sự nó nhỏ cũng không nhỏ đâu. Nó cũng nhỏ hơn 3 ngón tay chút xíu à. Nó cỡ 2 ngón rưỡi. Đó, nó cỡ gì nè. Chứ cũng không có nhỏ đâu nha. Later. Quay xong xuống là bà ngoại cô ca với lại nhân viên Mẫn nè, mỗi người một tô chà bá bự ăn luôn. Một mình Mẫn ăn hết 5 cái càng siêu bự là 510.000, với thêm 20.000 tiền bánh canh nữa, coi như là hết 530 một mình Mẫn ăn. Còn lại 16 cái càng chia ra cho 4 người. Quá ok, quá ngon. Cay quá. Vô. Vô, vô. 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 Ăn hết nổi tô này không? Không, không hết đâu. Mà ăn con cá chặn cua mà tao muốn lại lên đường rồi đó. Trời, nó siêu to luôn á. Là gắn ăn nha con. Yeah. Ăn một bữa thôi, ngán cua luôn.